Rồi mình xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Có mò đây là một cái khu vườn kỳ lạ. Khu vườn kỳ lạ. Đó. Đây là mấy trái khổ qua mà nó ra đầu tiên. Thì mấy trái này lúc nó ra thì nó chưa có cái bông, chưa có cái bông đực nè. Chưa có mấy cái bông đực này. Cho nên là mình lấy cái bông dưa leo á, mình thụ phấn cho nó. Thấy nó không có lớn, không có lớn nổi nè. Còn mấy trái này nó ra sau nè. Nó có cái bông đực rồi cho nên mình thụ phấn ra. Mới đây mình nó bự hơn hai trái đó. Mà không biết có bị sâu đục gì không nha, hy vọng là không có. Hôm nay bông bí thì ra cái chừng chục cái á. Đậu bữa nay nó cũng ra mấy trái đầu tiên rồi đây. Cái bông đậu này, bông đậu này nó màu tím nhẹ cũng rất là đẹp ha. Cái bông này nó rất là ngọt cho nên là kiến nó bu nè. Thường ăn bông bí là phía trong nó ngọt ngọt. Xin chào mọi người, hôm nay đi chợ mua tép dông thì trong rổ dông muốn cá lòng tâm kho khô, một con cá lóc nấu với hai củ khoai từ. Cọ cái gì mà cọ không biết nè. Cái nhổ râu mày nha mèo. Nó biết cưng á, nó lỡ nhả lớn. Nó nằm đợi tao ra. Tao gai rồi thì tao đi vô nó chạy theo. Rồi bây giờ nó ở vòng vòng ngoài, đi vòng vòng ở ngoài đó. Tao ra cái chạy theo vô. Nửa nào vua nấy nè. Ủa quá trời đi. Hôm nay ăn mấy củ nhỏ còn lại chừa lại củ trà bá nữa. Nó nấu luôn hả? Hết nấu hết thành mặt. Dạ. Hai củ. Còn hai củ mà. Bốn củ. Nấu hai củ bự còn hai củ vừa vừa. Hai củ. Ôi ôi, mặt nào rồi luôn. Mèo. Già nè, nó dẻo dữ lắm, dẻo. Càng già càng dẻo hơn. Càng già càng dẻo. Canh khoai từ mình nấu với cá lóc cũng rất là ngon nha.
Có từ nấu cũng mau nhừ. Canh. Tại sao canh lại cho nước mắm? Tại vì nước mắm nó cũng làm cho nó mặn, với lại nó có mùi mùi nước mắm. Mấy người biết mở ra mới xài. Bông đó không biết á. Dạ. Cái chục bông á. Đây là anh làm gì? Kho chai cho mẹ. Kho đầu tiên. Cái gì vừa lại biết hát kho nữa. Trời, miếng thịt tính đem ra nấu chung với cá lóc quên rồi. Vô bớt lại đi. Bớt lại. Ở dưới nữa đó, lá trước đó. Lá đó, lá trước chủ dọn luôn đó. Nó ngay cái chân luôn á. Ngay cái chân con đứng luôn, cái chân trước nè. Dập cái lá ra. Cái lá lên thấy đó, bông ngay ra. Cái chân con á, đụng cái chân con á. Thấy không? Thấy không? Cái quyền thấy khoái cắt bông bí lắm. Bước tới xích trước chút. Rồi thôi thôi, ghe lại ghe lại. Ừ rồi, đứng đó được rồi. Giờ ngay cái bông búp này luôn. Ừ rồi, cái bông trên kia đó, nó con đứng ngay đó đó, bông trước mặt kìa. Ừ, chuyện đứt cái cọng dây á. Để cha có cái bông búp. Ra ngoài đây nè. Đứng đó cắt rau găm luôn đi. Không, được không, được không, được không? Hay quá. Ê, cái bông búp này kìa. Búp đen hồi cho vô trong cho chắc. Mọc nhanh kìa. Ở bên đây kiếm quá trời người chị. Kệ nó, cắt luôn. Mọc nhanh lắm. Rồi nắm cái dưới đó, kéo ra. Rồi cắt cái này luôn nè, con cầm đây. Nắm cái dưới nha, kéo ra. Bên kia. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười hai. Mười ba. Mười bốn. Đây cái nó 15. 15. Thấy không? Vậy mà con nói không nhiều. Thì 15 cái đó phải 20 cái chờ nó. Đây là thao ra muối. Sẽ trộn gỏi.
Cái muốn mà mình xạ khoảng chừng 3-4 ngày, 4-5 ngày á, trong giỏ ăn mới đã. Nó mềm. Con sẽ dễ chú biết nha. Trộn lên cái nhìn thấy cái muốn không thấy tép. Các bạn nào là tín đồ của khô không? Tín đồ của mắm thì nhiều lắm. Tín đồ của khô không biết nhiều không? Khô này là khô cá phi. Giờ mời mọi người ăn cơm. Cũng đặc sản đồng quê không nè. Bữa không có mắm thì có khô. Muốn khô thì có mắm. Cá lằn tâm. Cá lóc cho bé Nguyên. Rồi mời cả nhà mình ăn cơm. Sao không thả nó ra nó đau quá rồi Quyên. Ừ. Đau quá. Đau quá. Đang hỏi này không? Chết chưa? Nó khô quá chặt. Bên mình mắm, mình khô. Cứ nhạt nhắt, cứ ngon, nhỏ tâm. Giờ ăn muối, muối mình khô. Mắm như vậy, cơm lộ phải mua sạch thì ngon 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 tầm bỏ không mặn lớp cá lớp muối ngon không ưng ăn cục muối vậy trời bà ủ mấy tháng trời cho cá nó giả rồi cái nó nhiễu nước mắm nhỉ muốn chiên mặn dữ lên nè cho điện hư muốn cho nặng cân ăn y như cái cục cái củ cải muối vậy. Em bán thí dụ như em mới phơi em bán người ta không mua cái gì em cũng muốn phơi tiếp chứ để hư sao anh nặng cân mong bé Nguyên. Còn hái ngon thử ha. Ngọt nè. À kiến nó bù. À cái nào không có kiến. Cái này búp mà. Thử ha. Cánh khoai tây luôn. Múc dùm cha. Ngon thử ra. Ngon thử. Bán. Nó bắt này nó trồng riêng bán. Nó rộng ngưỡng rồi trồng riêng. Nè nó ăn trái hả? Nó má tiễn như tiễn bắp nè. Cây bắp ăn trái gì? Ta để gì trái. Sao lại ăn trái nó mới được. Mà ăn hai trái.
Nó mày cái ăn bự thiệt mà đâu có dai đâu. Đột không? Đúng rồi. Nó ăn cà hủ chiên vậy thôi ăn ngon. Ăn khu cà hủ á. Mua cà hủ ăn ngon hơn. Mẹ ăn nhiên coi ăn cục bọt. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Mình kết thúc video tại đây.